Tổng thống Joe Biden công bố kế hoạch xây cơ sở hạ tầng, tăng thuế doanh nghiệp. Tổng thống Joe Biden muốn có 2.000 tỷ Mỹ Kim để cải tạo cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ và dự tính đánh thuế cao vào các tập đoàn Hoa Kỳ để chi cho kế hoạch đó. Tổng thống Hoa Kỳ đến Pittsburgh vào ngày thứ Tư 31 tây tháng 3 để công bố kế hoạch sẽ tạo ra những biến đổi lớn trong nền kinh tế Hoa Kỳ, có thể sánh với các chương trình thỏa thuận mới hay xã hội vĩ đại đã định hình nước Hoa Kỳ trong thế kỷ 20. Tòa Bạch Ốc cho biết việc chi tiền cho kế hoạch của Tổng thống Joe Biden trong 8 năm tới sẽ tạo ra hàng triệu việc làm mới cùng lúc nước Mỹ chuyển hướng khỏi nhiên liệu hóa thạch và chống lại các nguy cơ biến đổi khí hậu. Để có tiền chi cho các dự án cơ sở hạ tầng, Tổng thống thuộc đảng Dân Chủ nhắm đến đánh thuế các doanh nghiệp cao hơn.